Thưa quý vị, sáng nay tại tòa nhà Quốc hội, hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt học tập nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa 13 tiếp tục diễn ra. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu học tập. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay. Trong sáng nay, các đại biểu sẽ được nghiên cứu chuyên đề về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trước đó, vào chiều qua, trình bày chuyên đề về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã nêu tính cấp thiết của việc ban hành nghị quyết số 20 Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết 20 đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đến năm 2045, bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết, phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu. Giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế trong giai đoạn mới được đề ra bao gồm nhận thức đầy đủ về bản chất, vị trí, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, trong đó chú trọng chính sách phát triển nguồn lực, chính sách đất đai, chính sách tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể và tăng cường sự lãnh đạo của đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với phát triển kinh tế tập thể.